Hôm nay mình sẽ review qua cái bản vẽ mới, đó là bản vẽ Huon. Đây, Huon Professional Pen Tablet, nghĩa là bản vẽ máy tính 2048 lực nhấn. Đây là cái bản vẽ của nó. Mình xong cái video này thì mình sẽ nói qua các chức năng, các cái cách sử dụng cái nút bấm, cũng như là so sánh với lại cái bản vẽ Wacom Pro Smart. Cái bản vẽ rất là thông dụng của các bạn vẽ digital painting hay là graphic designer đó. Ok, hai bản vẽ nha. Cái bản vẽ này là hơi cũ nha, tại vì mình cũng hơi trù dập nó một chút xíu nhưng mà nhìn nó cũng hơi thê thảm, nhưng bây giờ cũ thì phải chịu ha, giờ mình có bản mới rồi. Đầu tiên thì mình nói về cái phần phím tắt. Phím tắt bên này có 7 nút, bên này có 8 nút. Tuy nhiên là bên Wacom thì nó có hơn, là nó có một cái vòng ring, và cái ring này là ring cảm ứng ha. Còn bên này không có cảm ứng, bên này chỉ có nút vật lý thôi. Bấm vô kêu tịt 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 tịt. Bên này cũng vật lý kêu tịt tịt tịt. Đó. Rồi. Đó là về các cái phím tắt. Về kích thước thì Huon to hơn hẳn. Cái vùng vẽ của Huon đó là cái phần bên trong luôn, còn vùng vẽ của Wacom thực chất nó bằng một nửa thôi. Nó chỉ là tới đây, tới cái đánh dấu đó thôi. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đây, 4 cái đánh dấu của mình này. 1 2 3 4. Đó, Wacom nó chỉ nằm trong đó thôi, còn Huawei thì cái vùng vẽ của nó rất là to. Đó. Nên về cái vùng vẽ thì ok. Huawei đã thắng thế. Bề mặt thì mình thấy là hai thằng thực ra không khác nhau gì nhiều. Wacom thì có mịn hơn một tí xíu. Tuy nhiên là mình thấy nó không khác gì nhiều lắm đâu. Nha. Vẽ cũng đã như nhau à. Đó, về cái ngoại hình là như vậy. Cái thứ hai đó là cái bút. Các bạn có thể thấy đây là hai cái bút. Hai cái bút của hai dòng. Thì mình so sánh hai cái đế trước đi. Hai cái đế. Các bạn thấy hai cái đế không? Đế này của Wacom. Còn Huawei thì nó chả có logo gì cả. Đó, Wacom thì nó có cái đế như thế này. Và nó rất là nặng nha. Nó rất là nặng. Còn bên Huawei thì nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và cái thứ ba là nó có một cái lỗ. Bên Wacom á, nó cắm bút được, rất là tiện. Đó, Huawei không cắm được. Huawei không cắm được, Huawei bắt buộc phải để nằm. Thật ra cái thao tác này cũng bất tiện lắm á. Cho nên là Wacom đã ăn điểm phần này. Ở bên dưới thì nó có cái vòng để mà gắn nó ngồi. Bên này cũng vậy. Đó, bên này cũng y hệt luôn. Nhưng mà bên này nó nhẹ, nó chỉ là nhựa thôi. Ok. Còn về bút. Bút. Bút thì sao? Bút thì các bạn thấy là của thằng Wacom nè. Bên này là của thằng Wacom. Bên này là của Huawei. Của Huawei thì nó suôn. Nên là cầm tay thì nó có vẻ như là nó cũng to về cái độ cầm tay ấy, thì nó to nhưng mà nó suôn luôn. Xuôn luôn cho nên là cầm nó không có chắc. Còn bên này nó thiết kế nó lồi ra này. Wacom lồi ra. Wacom lại ăn điểm phần này. Cầm rất là chắc tay, khi mình nhấn xuống á thì nó dễ chịu hơn. Mình nhấn xuống thì nó có một cái khớp mà. Khớp lồi ra cho nên là mình cầm nó chắc hơn là cái bút của Huawei. Huawei thì nó trơn tuột luôn. Rồi, về cái một điểm quan trọng nữa. Một điểm rất là quan trọng đó là sạc. Các bạn thấy sạc. Thằng Huon thì đây là Huon, cái bút của Huon. Cái bút này của Huon. Đây, Huon này. À, Huon. Rồi, đây Huon. Đấy. Huon đúng không? Là nó có cái đầu này phải sạc, cái bút của Huon phải sạc. Sạc thì mới xài được. Còn nếu sạc thì xài, thực ra xài cũng lâu lắm. Cái pin sạc của nó rất là trâu. Mình sạc một bữa mình xài rất là lâu.
Wacom thì nó chẳng cần sạc gì thì nó cảm thấy nó cũng hay thật, chả cần pin chả cần gì hết mà nó cứ xài hoài, xài năm này tháng nọ mà không cần pin gì cả, rất là kinh. Về ngòi á thì ngòi của Huawei là ngòi 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 nó nhọn, ngòi Huawei có vẻ nhọn hơn, còn ngòi của Wacom thì nó tầy hơn, nó tròn hơn. Thì cái này là cảm giác vẽ thôi, nếu vẽ thôi, tùy người thích cái nào thôi. Mà cá nhân mình thì thấy là Wacom nó nhìn hơn một tí, vì Wacom mắc hơn nhiều. Ok, bây giờ mình vẽ thử trên máy ha, mình cắm vô máy của mình vẽ thử. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đặt và nói về cái bản vẽ này. Đầu tiên đó là cái việc là lực nhấn của nó là 2048 lực nhấn. Nó ví dụ như bạn mua một cái Wacom 1024 lực nhấn, cái Wacom khoảng 1,5 triệu rồi đó, CTH CTL 470 rồi đó. Thì các bạn vẽ thì khi mà chuyển qua bản vẽ này các bạn sẽ thấy là nó rất khác biệt. Cái bản vẽ này các bạn Key so you have to bạn bạn nhấn xuống á, cái lực nhấn của nó sẽ rất là tốt. Và đây là cái phím tắt. Cái phím tắt này thì nó cố định. Đó là undo nè, chuyển qua tẩy nè, chuyển qua đầu bút nè, zoom zoom in, zoom out có nghĩa là phóng to thu nhỏ. Rồi cái này là tăng cái độ rộng ngoài bút nè, giảm độ rộng ngoài bút nè. Và đây là cái phím gọi là gì ta? Đè vào và miết á, gọi là crawl and pan á, crawl and pan á. Thay vì Wacom á là nó sẽ nhấn vào nút này và nó lướt đi, còn đây nó sẽ hỗ trợ trên nút này ha. Thế một vấn đề là cái bản vẽ này nó hay hơn Wacom một chỗ là nó có những cái phím tắt ở trên này. Các bạn thấy là số 1 này, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 11, 12, 13, 14 đến 16, có nghĩa là 16 phím tắt. Thì ở đây ví dụ như bạn có thể xét là cái phím số 1 này thành Ctrl A, thì các bạn khi mà chấm vào trong đây thì nó sẽ chạy cái tổ hợp phím đó. Vậy thì cho nên là bạn có thể xét tùy ý theo cái cách làm việc của các bạn, mà các bạn tạo ra cái tổ hợp phím thường dùng á, các bạn xét vào đây ha, thì nó sẽ thành những cái phím tắt rất là nhanh để cho bạn, các bạn đang làm việc hoặc các bạn chỉ cần chấm vào đây là nó chạy phím tắt. Ví dụ như là Ctrl E hay Ctrl V hay là phóng to thu nhỏ, hay là Ctrl 0 để mà vừa về phóng tràn màn hình á, hay Ctrl 1, nó lại là vậy. Thì các bạn có thể set vào các cái tổ phím ở đây ha. Đây là cái gọi là các cái shop key, có nghĩa là phím mềm. Các bạn sử dụng bằng cách là dùng cái bút này chấm vào đây thì nó sẽ chạy cái phím đó, chứ còn nó không có cảm ứng nha. Bản vẽ này nó không có cảm ứng, rất là tiếc là điều đó. Và cái bản này thì nó sử dụng cái cổng USB kết nối với máy tính là micro USB nha. Cái cổng USB này thì là kết nối máy tính nè, còn cái này là cắm vào Wacom ha. Bạn cắm vô cái đầu bên trái ở đây. Ở đây này các bạn thấy. Đây. Cắm vào đây. Cắm vào máy tính. Và các bạn có thể là dùng cái đĩa kèm theo của Huon để mà cài đặt River cho nó, hoặc là lên trang chủ huon.com rồi tìm đến cái sản phẩm Produce này, click vào Produce và tìm đến Huon H610 hay là cái dòng sản phẩm của các bạn đó. Nếu mà các bạn dùng sản phẩm khác, các bạn kéo xuống dưới để mà tải River này, River này các bạn có thể click vào bên trái này, hoặc là phần Order. À, ở đây nó có River to Download nè, rồi hát sách hướng dẫn sử dụng River không có đâu, River được rồi, thôi lúc ở đây Order nè, rồi River Download. Ok, thì khi mà Download thì các bạn sẽ tìm các bản phù hợp ha. Ở đây là bản cho Mac nè. Mac River GT 185 Pen Display, không phải
cái nào nhỉ? Đây, 610 Pro này, Lenovo 610 Pro. Và chọn cái mới nhất ha, Mac hoặc là Windows. Đó, các bạn tải về các bạn cài. Sau khi cài đặt thì các bạn cắm Qualcomm vào, nó sẽ hiển thị lên cái bảng này. Đây. Đây là bảng điều khiển của nó. Mày có thể thấy không? Đây nè. Đây là lực nhấn nè, và có được điều khiển qua trái qua phải để tăng giảm lực nhấn ha. Và đây là cái phím đây. Đây các bạn thấy nè. Đã ở cái bút này nó có hai cái nút, đúng không? Hai nút, nút 1, nút 2 và cái đầu bút. Thì trên cái River nó cho phép chỉnh cái nút 1, chức năng của nút 1, nút 2 là như cái gì. Các bạn có thể chỉnh ví dụ như là chuột trái, chuột phải hay là tùy ý các bạn ha. Và đây là chọn màn hình. Mình đang dùng cái màn hình các bạn xem á. Advanced setting là chỉnh các tùy chọn nâng cao, ví dụ như pen pressure là test lực nhấn. Đó, lực nhấn, nhấn mạnh hết cỡ các bạn. Xanh, test lực nhấn nhẹ thôi. Y ray, đó thì các bạn thấy là cũng ok đúng không? Đó, các test lực nhấn thì ok. Test lực nhấn xong thì mình có thể chỉnh các cái tùy chỉnh nâng cao. Ví dụ hồi nãy mình có đề cập tới việc các cái phím mềm á, bây giờ các bạn có thể xét các phím mềm ở đây ha. Phím mềm là phím F1 nè, các bạn chọn là F1 thì Ctrl A hay là Ctrl Shift Z để mà mình Photoshop thì mình undo, đó mình có thể là chọn cái phím này tùy theo ý, mà tùy theo cái cách làm việc của bạn và cái phần mềm bạn sử dụng mà chọn cái tổ hợp phím cho nó phù hợp ha. Bên trái là 8 cái nút mà nút vật lý, nút cứng, ví dụ K1 là Ctrl Z là nút undo á. Đó, thì những cái này các bạn click vào các bạn sẽ xem được là cái gì thôi. Ok. Sau khi chỉnh hết rồi, ổn hết rồi thì mình vào Photoshop mình xem coi mình vẽ cái gì trong đây. Đó, vẽ cái gì. Về cái trải nghiệm này thì không có gì để nói cả, tại vì nó chỉ có trải nghiệm lực nhấn và trải nghiệm về cái bản vẽ thôi. À, có một cái đó là Runry. Nếu mà các bạn sử dụng các cái bản River cũ á, thì khi mà các bạn kéo như thế này này, nó sẽ không được tròn như vậy đâu, mà nó sẽ như thế này. Có nghĩa là nó sẽ bị cái điểm vuông. Đó, còn ở đây nó rất là mượt. Nha, cải tiến này là cải tiến mới đó. Trước đây thì nó thua Qualcomm bởi vì cái này, nhưng mà hiện tại thì nó đã cải tiến rất là mượt, cho nên việc vẽ là rất là tuyệt vời. Nha. Mình quên nói thêm một cái, đó là cây bút này nó có chức năng rất là tuyệt vời để tiết kiệm pin. Nó là 10 phút mà không dùng thì nó tự tắt, tự ngắt, cho nên là pin nó rất là trâu đấy. Chứ không phải là pin nó xài ngày tháng đâu, mà nó có chức năng tự tiết kiệm pin đấy, cho nên là nó rất là trâu. Và thêm nữa là cái này nó cảm nhận được cách 1.5 cm. Cách 1.5 cm thì nó vẫn nhận. Thấy ở trên nè, nè xem nè. Vẽ đây, wow, vẽ. Thì để minh chứng cho điều này thì mình thử bỏ cái điện thoại của mình vô ha. Điện thoại mình chắc chỉ 1 cm thôi. Đó, để vô. Điện thoại nó có từ máy tính cho nên nó không có nhận được. Thì mình lấy cuốn vở.
Ok, là nếu các bạn nào mà không muốn bị trầy á, có thể lấy giấy lót lên vẽ cho nó có cảm giác giấy à, thú vị lắm á, tại vì nó giả lập cái cảm giác giấy nó sần sùi á đó, thì mình cứ để mình vẽ trên giấy thôi nha. Vẽ giấy thích hơn à. Thấy cái gì đây không? Đấy, biết ngay các bạn nghĩ vậy mà. À. Ok, đó là những cái trải nghiệm sơ qua về cái bảng này, và thực ra thì bảng này không phải là bảng mình mới mua đâu, nó cũng khá lâu rồi. Mình trải nghiệm qua và thấy nó khá là ok, chỉ có mỗi điều là nó thua cái river của Wacom một chút xíu, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Thực ra thì khi mà vẽ nhiều thì nó cũng chỉ là các bạn chỉ vẽ thôi mà à, mình thì dùng cái Wacom cho thay con chuột luôn, cho nên là đôi khi mình cần có cảm ứng này nọ, chứ còn nếu mà vẽ không thì nó cũng, mình thấy cái này rất là ok. Mức giá thì các bạn này như là khoảng 60-70 đô á, khoảng đó mua Amazon đó khoảng 60-70 đô. Còn nếu mà cái Wacom mà có cái khổ vẽ mà nó to bằng cái này á, thì các bạn mua nó khoảng 200-300 đô gì đó, cỡ đó, nó mắc hơn gấp mấy lần, gấp gấp 2-3 lần gì đó đúng không? Thật ra tại lâu rồi mình không có kiểm soát giá, nhưng mà mình chỉ nhớ là nó rất là rẻ, rất là rẻ đấy. Gì đó nhỉ, cái bất tiện duy nhất của nó là cái bút phải sạc thôi, nhưng mà chả đáng gì, tại vì sạc khoảng một lúc xong rồi xài mấy ngày, bao nhiêu lâu chẳng phải sạc đâu, rất là trâu đấy. Tính ra thì cái này nó lại ok hơn Wacom nếu mà tầm giá dưới. Nhưng đối với các bạn mà đang phải suy nghĩ về cái việc kinh tế, về tiền đó thì nên mua cái này. Thực sự mình nghĩ là nên mua cái này thay vì Wacom, tại vì nếu mà mình có tiền đó thì mình trải nghiệm Wacom nó phê, nó sướng thì được. Nhưng mà nếu mà chỉ về 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 cái hiệu hiệu năng á, thì cái này là mình thấy rất là ổn. Cái bề mặt này vẽ rất là phê nha, không thua gì Wacom hết. Có phần nhựa trên này á, thì nó có vẻ như nó cứng và nó rẻ tiền hơn Wacom, nhưng mà đúng là tại vì nó rẻ tiền hơn mà ha. Còn cái bản vẽ mặt này thì rất là tốt, như tốt vẽ rất là mịn, cầm rất là đầm tay đấy. Thì đấy là toàn bộ những cái đấy là toàn bộ cái review của mình về cái bản vẽ này. Nếu mà bạn nào sử dụng mà có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới ha, mình cùng trao đổi ha. Mình nghĩ là đã đến lúc xem xét một cái thương hiệu khác ngoài Wacom rồi, giống như là Việt Nam á, mượn khoảng 20 năm trước cứ nghĩ gọi xe máy là xe Honda đúng không? Đó là như vậy, thì cái Wacom cũng vậy đó, người ta gọi là bản vẽ, còn Việt Nam mình gọi là cái Wacom luôn dân vẽ gọi là cái Wacom luôn, chứ đáng lẽ là chúng ta phải gọi là cái bản vẽ, cái pen tablet, có nghĩa là cái bảng để chúng ta vẽ lên. Thì để lúc mà chúng ta nên xem xét một cái thương hiệu khác, đó là thương hiệu Huawei nha. Mình cũng chỉ là người dùng thôi, chứ mình chả có bán buôn gì cả. Xe cho anh em đồ họa biết thêm kinh nghiệm rồi có thêm lựa chọn thôi. Ok.